Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về công tác cán bộ sau Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và một số nội dung quan trọng khác. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Bộ Chính trị đã có quyết định số 2468 chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến về phương án phân công công tác đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Một số đồng chí Thành ủy viên khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Quản lý. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã cho ý kiến về quy trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến về chương trình và công tác chuẩn bị hội nghị Thành ủy lần thứ 2 và kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9.